Minh Hải miền Đông xin kính chào quý vị và các bạn. Và hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây quay trở lại gặp mọi người với một thông tin vừa cập nhật. Và lời đầu tiên tôi không quên gửi tới cô chú anh chị cùng các bạn một lời chúc bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Và tôi cũng xin chúc cho bà con đồng bào ở miền Trung trong mùa lũ lụt này tai qua nạn khỏi, trở lại cuộc sống bình an. Thưa các bạn, sáng ngày hôm nay tôi gửi tới các bạn với một chủ đề liên quan đến vợ chồng của em Thành. Vì câu chuyện của em Thành đến giờ này vẫn còn đang rất là nóng, được rất nhiều là các bạn cũng như trong nước, cô chú anh chị, cộng đồng nước ngoài cũng đặc biệt chú ý và quan tâm đến vợ chồng em Thành. Và ngày hôm nay sáng sớm tôi có gọi cho em và hai anh em có trò chuyện để tìm hiểu rõ thêm về sức khỏe của em Khuyên, tình hình như thế nào, hiện giờ ra sao trong vùng là mưa lũ rất là nặng ở Quảng Bình. Và sau đây thì tôi kính mời các bạn hãy cùng lắng nghe chi tiết cuộc là hội thoại này tôi đã ghi âm lại giữa tôi và em Thành. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Alo. Em khỏe không Thành ơi? Dạ em nghe anh ơi. Em khỏe không? Dạ em khỏe anh ạ. Rồi vừa con thế nào rồi em? Dạ vừa em mình như vậy thôi anh Có cái tình hình gì chuyển biến không em? ơi. Dạ tình biến nghe thì cũng chưa có gì tình biến luôn cả Anh vừa nhận được một cái tin của một người bạn ở bên Mỹ gửi về á. Dạ. Là bảo cho em một cái tin vui là chuẩn bị là chuyển tiền cho em cái đợt năm á, nhưng mà phải là qua cơn lũ này đã mới được chuyển tiền cho em được em ạ. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em nói về vợ em một chút xíu cho anh hiểu rõ một chút xíu nha, để anh đăng cái clip lên nha. Tình hình vợ em khỏe không? Dạ tình hình vừa em thì cũng như vậy thôi anh. Em kể cho em một chút xíu về cái quê nhà của em hiện tại như thế nào em? Dạ quê nhà em thì hiện tại thì đang lụt lụt anh ạ. Dạ. Vừa thì ăn uống thế nào em? Dạ vừa em ăn uống thì quá trình là qua đường ống với là chuyên qua đường ống không anh? Rồi hôm qua nghe là một vài tin nói là bị mất điện hay sao em? Dạ ở quê cũng bình quê em đang mất điện anh ạ. Mất điện được cái máy thở thế nào? Dạ mình đi quê bình oxy về mình à, bình từ máy tử về mình phát điện. Rồi em cũng mua cái một cái máy phát điện nhỏ. Dạ hiện Em có tại mua em cái đang máy không? quý anh, em đang quý anh ạ. Rồi mẹ khỏe không em? Dạ ba cũng khỏe anh ạ. Rồi vợ là có nói được không em? Dạ không anh ạ. Rồi không người nói được, chị nhìn thấy em hả? Dạ, chỉ có nhìn thôi, không Rồi nói nắng cũng được. cứ mong muốn gặp là hai đứa nhỏ không? Dạ có nhưng mà do lù bào quá chứ gì được anh ạ. Buồn ghê ha, tự nhiên rồi về đem về nhà cái là giờ mắc với cái cơn bão nữa. Dạ Y tá vẫn đến nhà đều đều hả? dạ thì dạ thầy thấy anh dạ thầy bán thôi thầy bán thôi yến có làm gì đâu anh. Thì nói chung thì ở miền Trung thì lũ lụt nhưng mọi người vẫn là luôn quan tâm tới em đó. Dạ em cảm ơn cả nhiều ạ. Cô chú anh chị gần xa trong nước cũng như ngoài nước là rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình em. Thì tại vì anh mới nhận được cái tin hồi sáng này, thằng bạn nó điền về á. Nó có nói vậy nhưng phải qua cái đợt lũ này đã, tại vì Hòa với Khánh cái đợt lũ này chắc cũng là không thể đến nhà em được, đúng không? Dạ đúng rồi anh ạ. Do mưa bão lụt lụt Mưa toàn vùng luôn mà. quá. Vậy là tình hình vẫn là bình thường vậy không em? Vậy thì anh cũng chúc cho là gia đình, là chúc cho em Khuyên sao mà có cái phép màu nào mà tịnh lại được ha. Dạ em thay mặt cho đi em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi vậy nha em nha, anh chào em nha, có gì là anh liên lạc sau Dạ nha. dạ em chào anh ạ. Vâng, đó là cuộc trò chuyện giữa tôi và em Thành để nắm thêm tình hình sức khỏe của em Khuyên.
hiện giờ ra sao, và điều mong ước của em Khuyên thật là cũng đơn giản nhưng mà cũng rất là khó khăn. Rất là nghe qua câu chuyện rất là nghẹn ngào các bạn ạ. Vì bây giờ tất cả tỉnh Quảng Bình đều là ngập trong là mưa lũ. Và vùng là ngôi nhà của em Thành thì may mắn lũ không vào, nhưng là xung quanh lũ đã tràn ngập. Và em cũng có nói là vợ em cũng là như vậy thôi, không có tiến triển gì. Hai nữa thì em cũng là hàng ngày chăm sóc cho vợ ăn qua đường ống thở. Và vừa rồi thì có cúp điện, nhưng mà cũng may mắn em đã thủ sẵn là bình ắc quy nên là không có điều gì xảy ra. Chứ Quảng Bình mấy ngày này nước lên là cúp điện liên tục. Nhưng nếu cái máy thở đó mà không có điện thì xem như là không có hoạt động. Mà em Khuyên bây giờ rút ống thở ra chắc chắn là sẽ không là còn sống được. Nên là cũng may mắn là Thành cũng đã là mua cái bình ắc quy để làm thủ. Và hai nữa, bây giờ đều ước muốn của em Khuyên, mong rất là mong là gặp hai con nhỏ. Vì hai đứa con thì ở với bà chị ở trong ở Kon Tum. Nhưng em Khuyên là không có nói được nha các bạn, chỉ nói qua ánh mắt và cử chỉ là Thành đã hiểu rồi. Ước nguyện của em là rất mong muốn gặp hai đứa con. Nhưng mà giờ đường xá là bị chia cắt rồi, lũ lụt thì triền miên, và cơn bão số 8 là chuẩn bị vào bờ nữa. Và gió giật cấp là 10 đến cấp 14, rất là nặng các bạn ạ. Và qua lời chia sẻ của em Thành thì tôi rất là xúc động và không biết thế nào đây. Em Khuyên có cầm cự cố gắng để qua mùa lũ hay không? Chứ tình cảnh này thì mùa lũ tại miền Trung là còn kéo rất là dài. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì em Khuyên lại không gặp được hai đứa nhỏ, vô cùng là xót thương phải không các bạn? Đó, thì cũng cầu mong đó, làm sao em Khuyên cố gắng hãy vượt qua cái mùa lũ này để chờ đợi hai đứa con nhỏ gặp mặt. Đó là điều em Thành rất là lo lắng, không biết điều gì sẽ xảy ra. Nếu ví dụ mà em Khuyên có ra đi thì hai đứa con cũng không thể nào về để gặp mẹ được. Đây là một điều rất là chua xót phải không các bạn? Đó, vì tình hình của vợ chồng em Thành thì tôi cũng đã nói rồi. Hiện nay kiều bào ở bên Mỹ là bên qua cái kênh của YouTube của Quốc Võ sẽ gửi về cái đợt cuối cho Thành, tức là tạm ngưng để là làm từ thiện cho là bên là cái lũ lụt của bà con miền Trung. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng vẫn có nhiều bà con vẫn quan tâm đến là em Thành. Vì câu chuyện của em Thành hầu như ngày nào các kênh YouTube và trên cộng đồng đều chia sẻ về hoàn cảnh của em. Không phải riêng ở phía Nam, phía Bắc, miền Trung, nơi đâu cũng là có tin của em về vợ chồng em Thành. Và tôi được hân hạnh, đặc biệt là tôi ngày nào cũng được gặp trực tiếp em. Tôi alo là em hầu như lúc nào quá bận thì em không bốc máy mà thôi. Còn lúc nào em cũng là nghe máy tôi điện hết. Tôi alo qua là em sẽ nghe máy liền. Đây là cũng là một cái duyên, cô chú anh chị ạ. Đó, nên tôi cũng muốn em Thành chăm sóc làm sao cố gắng giữ được sức khỏe của Khuyên như hiện tại để kéo dài cho hết mùa lũ, để mong gặp được hai đứa con thì lúc đó mới là yên tâm, phải không các bạn? Nên là mấy ngày hôm nay ngày nào hầu như tôi cũng là theo dõi và alo động viên cho em Thành. Đây là một điều ai không phải riêng gì tôi mà mọi người ai cũng mong như vậy. Tại vì sức khỏe của em Khuyên ra đi bất cứ lúc nào
Nên nghe em Thành nói, tôi cũng thấy rất là buồn và cũng hơi lo lắng về tình cảnh là sức khỏe của em Khuyên như vậy. Thì cũng mong sao có một phép màu nào đó để làm cho em Khuyên tỉnh và cầm cự được, đó là điều rất là quý. Và bây giờ Quảng Bình thì hôm qua tôi điện ra cho người nhà ở ngoài đó các bạn, mưa ngập sát nóc nhà luôn, bà con của tôi là cũng bị là ngập rồi, một số là heo gà chết coi như là nước lần đầu nó chỉ mới sấp xỉ vào cái nền nhà thôi các bạn, và sau đó là một cái đùng một cái là nó lên là mấy mét luôn các bạn, không trở tay kịp đó, không trở tay kịp, heo gà coi như là trôi hết. Đây là một điều rất là đáng thương cho là những đồng bào ở Quảng Bình nói riêng và miền Trung nói chung trong năm này cực kỳ là khó khăn. Và cũng mong sao cái cơn bão số 8 này yếu dần đi, chứ nghe nó giờ nó tiến vào bờ như thế này rồi không biết điều gì sẽ xảy ra với là quê hương miền Trung. Và tôi cũng rất là chân thành cảm ơn các bạn luôn là đóng góp ý kiến, đồng hành, theo dõi, ủng hộ kênh cho tôi. Và tôi cũng cố gắng cập nhật những thông tin nhanh và mới nóng nhất từ miền Trung, từ những mảnh đời bất hạnh, nhất là về hoàn cảnh của em Thành hiện nay. Có điều gì mới tôi sẽ gửi liền tới để phục vụ quý vị, các bạn, cô chú, anh chị gần xa, trong và ngoài nước. Và đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Chúc cho mọi người có một ngày thật bình an, vui khỏe, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Đến đây tôi xin chào và tạm biệt.